để anh chặt cho anh, lấy đi đi. Đi này anh đừng thẳng ở đây được không? Chặt này cho em, tại vì mình ấy. Ê, bây giờ mình phải làm cái chỗ ngủ trước nhỉ, hay là làm cái vách này chứ? Không, chỗ ngủ trước đi anh, bởi vì ngủ dưới đất này nó sợ rắn rết nó chui vào, gần mấy cái bãi sải nó sợ rắn nó chui vào ấy. Thế làm giường trước. Thế bây giờ làm giường trước nhé. Mai mình làm vách. Ừ, thế mình để anh cắt. Dạ. Làm cái cột trước. Này, sau là tí mình lấy quần áo mình ra, xong làm xong mình treo lên nhỉ? Ngoan em làm cái sàn để phơi, lấy quần áo lên không sợ nó mưa vẫn ẩm ướt. Nhưng mà vẫn phải làm cái vách này che nhá. Vâng. Che đi nhỉ, che cao tầm khoảng này đi. Tầm này đây nhỉ? Ừ. Tầm này. Con làm cái cửa ở đây nữa. Vâng. Đây, để anh. Cái giường khoảng bằng này thôi nhỉ? Giường em cầm cái đoạn kia không anh? Nó bằng nhá. Bằng rồi. Không thì mình nếu mà lấy xả của ông thì liền làm cái đường ra luôn. Vâng, thì em cắt cái mấy cái dần ra cái khóm này để cho đường dễ một tí. Ừ. Thế thì phải cắt dần ra, mình cũng làm đường ra. Vâng. Xong bây giờ mình phải làm một đường sau. Mà ông có tốt bụng anh nhỉ? Ông tốt mình hả? Ủa như mẹ nghe là muốn làm cái sửa ra. Bảo mình lấy cả xả đi bán rồi mới nhớ quả. Nếu mà nên mình lấy đi bán để trang trải cuộc sống. Ông bằng nhỉ? Có bằng đấy nhỉ? À, em thử đi đo cho anh cái chân giường để anh cắt luôn mấy cái cây này. Cái cây cho nhé. Làm giường cao tầm này đúng không anh? Cao tầm này thôi nhỉ? Ừ. Cao tầm này. Bằng này thôi nhỉ? Vâng. Xong rồi, chuông tí là lên đây. Cái cây em để ra đây nhá. Đấy, bỏ ra bên đấy. Vâng. Nhưng mà có đi xả đi bán xả cũng cần đi sớm không? Em không, em hộ anh một tí nữa cho em đi. Chúng ta là mua ít đinh với cả một cái đĩa một cái bát.
Nhưng mà nếu mà không đủ tiền thì mua cái bát con trước nhá. Tại vì mẹ em đập cái bát rồi. Không có bát nữa, không có bát. Mẹ em đi bán cho em thì vào đấy cho nên không đủ tiền. Em đi cầm cái bát con để ở đây có một cái rồi. Ăn cơm, em có đi kêu lò mẹ đập rồi, đúa mẹ cũng vứt. Đúa em được có tiền mua thì mình vót, mình tạm hết nhá. Mày dùng đũa tự vót hả? Chẳng thấy ai như thế, thế này rồi mày ép con gái để mày bỏ ai như thế. Chắc là nhau như thế rồi. Chắc là bây giờ cứ, chắc là hôm qua người em cứ kiểu thấy nôn nôn nao nao này, chắc là đang chắc không nói đến bọn mình. Anh tai đỏ, nắng nóng thế tai chắc bà ấy nói anh à. Thấy tai đỏ? Có tai đỏ. Đâu? Có. Rồi. Làm cẩn thận vào chứ, để ý vào chứ. Không tí ai kẹp anh không để ý đâu. Cái cưa này mấy nó phải đấy nha. Hôm nọ không thấy ra cho đâu đâu. Hôm nọ cái cưa này mẹ dùng chắc mẹ nghịch cái sao ấy, chắc mẹ như cưa không lá hay sao ấy. Cái này hôm nọ cho mẹ cưa mà. Thảo nào thấy cưa khó hơn nọ. Đấy anh thấy cái răng của nó cong cong ấy, chắc mẹ đập xuống đất hay sao ấy. Mẹ nghịch vớ nghịch vật. Đây, đoạn này nha. Mày nhớ ông chủ đất không? Anh có. Anh phải nhớ. Mấy hôm nay không thấy ông xuống với mình nhỉ? Chắc là ông cũng bận. Bận làm quay lại chân anh nhỉ? Không lọ mình qua đấy thấy ông với mấy người làm ở đấy. À, lát nay vào hối nha em, dưới xả lát em sợ đi về muộn không? Đi bán gần chỗ mẹ em sợ vì gặp mẹ lại bắt em đi. Đi lên nào nhé. Thế đi thì phải nhìn trước nhìn sau nhé, tí đi ấy. Em ra kéo cái xả không đi bán á. Ý anh ở nhà anh làm anh có phải nhìn kia nhá, nhìn trước nhìn sau ấy, không sợ mẹ lại may sợ lại đến tìm. Chỗ này thì mẹ em không đến đâu. Xa này không đến đâu, chẳng qua em ra gần chỗ. Nếu mà đi chợ gần làng của em ấy. Vâng. Em thì thấy em thôi. Đi em đi, em cắt nhìn trước nhìn sau anh ạ. Cắt xả cẩn thận nhé, không tí vào tay ấy. Vâng. Cái lá của nó sắc lắm ấy. Em lấy xả em đi bán lên em về sớm, anh kia làm sau em lại hộ.
Sao mà có tiền mua được mấy con gà nhỉ? Mấy nữa anh? Không đi. Chắc mấy nữa anh làm xong cái nhà anh phải đi làm thuê. Vâng. Thế đi bán, đi chợ bán ít đồ cũng không lấy được gì. Vâng. Phải đi làm phụ xây ấy. Vâng, thêm mấy nữa xem. Có gì làm thì anh đi. Thì ngày anh đi làm nó cao hơn. Vâng. Anh ơi, tí nữa làm cái đường bên này hay là bên kia anh, để em lấy xả dọc qua bên này hay là bên kia? Đường đi ra đi á. Vâng. Đúng rồi, em lấy cái đoạn này đúng để anh chặt ra cho em, cho lấy dễ thế. Đi này, đi thẳng ra đây được không? Chặt này cho nhanh, tại vì mình lấy phá chỗ này đi để làm đường, không cần vặt gì đâu. Lấy những đoạn này nữa này. Sao lại em mấy cây để em ngạt ra nhá. Ừ. Chăm chỉ anh nhờ, cái gì cũng thấy trồng được. Đây này quả, ông quả, nhà ở đây xa nhờ vẫn trồng xả ở đây. Vâng. Nhiều một vườn luôn, cả cây vâng. Quả nữa. Chắc là trước để ông chăm chỉ lắm, làm được thế. Bây giờ mình cũng phải cố gắng như ông ấy. Thế ông khai hoang được nhiều đất đai thật. Mà chả có con cháu gì. Chắc là con ông đi làm xa hoặc là lấy chồng lấy vợ xa. Vâng. Mình cũng không được hỏi. Mai hai vợ mình còn gặp được ông nhỉ? Là... cũng chả có ai giúp. Ông tốt thật đấy. Nên nếu mà mình có gì mình làm được, mình cũng chả tiếc gì với ông đâu. Mấy nữa mình kiếm được tiền, mình lấy một ít đồ lên cho ông. Vâng, mua lên thăm ông. Chứ ông cũng già rồi đấy, ông không xuống đây với mình được thường xuyên ấy. Sao là tiện có đi nhà mẹ không? Ông không đi đâu. Cái nhà đấy như kiểu là nhà tù ấy. Bây giờ em lớn rồi, mình có quyền quyết định mà. Vâng. Sau này mình còn có con cái nữa, xong cho dù mẹ có cấm cản em thế nào. Em ở đây nhặt đây nhá, anh đi vào trong này làm nhá. Vâng. Xong là nhặt cẩn thận nhé, cái này nó đứt tay ấy nhá. Vâng, anh cứ vào làm đi. Anh cứ làm xong. Vâng. Nó đứt tay nhá. Vâng, đi thôi anh ạ. Anh em bên đây nếu mà mình lên thăm ông, mình phải nhìn lên, nhìn trước, nhìn sau anh ạ. Không mình đúng rồi, không thì phải đeo khẩu trang rồi ấy. Bà mình tinh vi lắm, với cả cái xóm em nó biết, nó lại bị mách mẹ em ấy. Xóm của em có khi đợt nọ có người mách mẹ em mới biết chỗ của mình làm chỗ ông cho ấy, không làm gì biết rồi đấy. Chắc là chỉ có mấy bà đi làm nương ở gần chỗ em nhỉ. Đúng rồi, hoặc là mấy bà hay uống rượu với mẹ em ấy. Bà đấy chứ ngày xưa đến nhà em uống rượu mà em ghét như gì ấy. Không là cứ bảo gả con trai cho, gả con trai cho ai mà thì ra tiền cho bà đấy. Nhìn như nghiện đấy. Cả nói cứ suốt ngày ăn chơi như bố mẹ nói, chứ nó có chịu làm việc đâu. Mẹ em có chơi thân với mẹ của anh Quý, người yêu chị Hương không? Có chơi thân đấy ạ, mẹ của Quý chơi cũng kia lắm. Cũng ác như nhau á? Ác lắm. Người nữa, có một con dâu cả rồi anh ạ, nhưng mà biết nó không đánh được con dâu.
Trời này không biết có mưa không nhỉ? Trời này nó tối em sợ mưa anh ạ. Mà em đi bán xa thế liệu có sợ không? Em không sợ đâu anh. Mưa với cả sợ mẹ em nữa. Em không, em phải đi bán để mua đinh chứ anh, không có đinh để đóng ấy, không có gì để đóng. Em không sợ đâu nên anh cứ yên tâm nha. Em biết rồi. Mưa thì cũng ở, mà bây giờ cũng làm xong cái mái nó đỡ hơn anh nhỉ. Ừ. Bây giờ mình làm xong cái mái này cũng đỡ rồi. Vâng. Mưa mình vẫn phải. Bây giờ nếu mà mưa cũng không sao, mà mình làm nốt cái giường này là bó cho ngủ an toàn thôi. Vâng, nhưng mà anh đã làm xong vách nên mới thấy an tâm được. Mà mấy nữa mình phải mua cái khóa vào ấy. Vâng. Không, nếu mà mình đi làm không ở nhà ấy, hỏi là ở đây hoang vu như này cũng không biết như nào, không phải người như ở trên chỗ của ông ấy. Vâng. Sợ họ lại vào ăn trộm, sợ họ lại vào ăn trộm đồ của mình ấy. Với cả mình chưa quen biết địa hình ở đây nữa. Vâng. Cứ mua khóa về cho nó an toàn. Vâng, mấy nữa mình làm vách xong mua anh nhỉ. Ừ. Mà đi ra ngoài nhớ cẩn thận nhé. Vâng, em biết rồi anh ạ. Không là gặp mẹ thật đấy, bây giờ bà ấy bực mình lắm rồi. Vâng, em cũng sợ lắm, nhưng mà nếu mà không đi thì anh không. Bây giờ tai nóng lắm rồi này. Vâng. Em cũng sợ anh, nhưng mà không đi mình lại không có tiền để trang trải cuộc sống ấy anh. Tai nóng từ nãy tới giờ hình như bà. Chắc là bà nhắc mình đấy, nói xấu anh luôn. Chắc bà nhắc mình anh ạ. Hai hôm nay em người cứ khó thế kiểu gì ấy. Hay là sao mẹ nhớ mẹ? Không phải em nhớ mẹ đâu, chắc là mẹ nhắc con người cứ kiểu nôn nao buồn chồn ấy. Rời khỏi được cái căn nhà đấy, xong em đi cùng anh còn thấy thích ấy. Không cứ ở căn nhà đấy ngày nào là chắc là em bị tự kỷ mất. Bây giờ em lớn rồi, không phải do phụ thuộc vào mẹ được nữa. Vâng. Cứ ngày cứ bắt cấm cản em này kia. Nóng hết người. Cho anh hôn một cái. Anh xong rồi à? Chưa. Anh mệt quá, nghỉ một tí thôi. Ra đây em quạt cho. Đây cứ làm một cái cắt thải cho công ty. Đi như muộn quá. Sợ. Sợ thì mấy nữa anh lại đi làm thuê lại lấy gạo đi đổi em. Bây giờ anh không đổi nó không lọ đập vào đầu của anh kia. Anh bực lắm rồi. Cho hai phát gạo vào đầu anh bảo là lấy một túi gạo đi đổi bà lại không chịu chứ. Mày ra lấy túi gạo đi, một túi gạo đổi con gái của tao. Thằng này đi. Mà nếu mà lấy cũng bà đấy cũng hâm thật đấy. Nếu mà lấy là hâm đấy. Tại vì đời nào có bà nào đi đổi một túi gạo bé tí để gả con gái nhìn cho khác đâu. Có lo anh bảo bà đấy bà ra. Nhưng mà kiểu là mẹ em chơi thân với mẹ của anh Quý kia ấy, nên là mới muốn gả cho. Ôi rồi suốt ngày đi rủ nhau đi uống rượu xong rồi đi chơi cùng nhau suốt. Không bao giờ ở nhà đâu. Hai bà này suốt ngày thấy nhậu nhẹt ở cái nợ ở quán này xong mới để con đi trả, đi làm thuê giả. Thảo nào họ biết nhà anh là con có sinh. Anh còn chưa vào, anh chỉ bảo là con không sinh và em biết luôn là con thấy luôn. Sao là ghét anh luôn ấy. Em ấy lúc nào ai chả ghét. Chỉ có con của mấy bà hay nhậu cùng mẹ thôi, hay uống rượu cùng ấy, là mẹ mới không ghét thôi. Suốt ngày cứ bắt mái múa cho em mấy cái thằng con trai kia nhìn em.
chả buồn nói chuyện. Mà em đánh cho anh mấy hôm nay ho hết. Anh cứ chịu đựng mẹ em được nhiều quá, cứ để mẹ em đánh đập. Còn chả thấy anh kể gì với em cái hôm mà em đi lấy nước ấy. Mãi về sau anh mới mẹ em bảo là anh không được nói với em, không là bị đánh tiếp. Hôm đấy chắc anh bị đánh phải không? Ừ. Sao hôm đấy thấy mẹ lại hộ anh làm việc thế, em tưởng là mẹ chấp nhận anh. Không, là cái lúc đấy là em về thì bà ấy giả vờ như thế thôi. Láo thật nhỉ anh nhỉ. Trần được chưa thấy ai thế luôn, mẹ gì mà ác 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 ác. Cố giữ còn ăn thịt cả con ấy. Còn không bằng như ông chủ đất nhỉ. Vâng, ông chủ đất còn còn không chung dòng máu với mình nữa mà vẫn giúp như thế. Trong khi đó mẹ là người đẻ ra em mà còn như thế nữa thì. Em bảo là bà ấy cứ sợ là em lấy phải những cái thằng mà nó không bảo vệ được em ấy. Nhưng mà anh sẽ làm cách nào để cho em hạnh phúc nhất thôi. Còn nếu mà về thuyết phục mẹ em thì em sống với mẹ mười mấy năm nay thì mình cứ chả thuyết phục được đâu anh ạ, tính bà đấy. Thật, thôi cứ kệ, cứ cấm, mình vẫn yêu nhau là được, anh đừng bỏ em đi là được. Anh thì anh không bỏ em đâu, chỉ sợ mẹ em sau này đến biết ở chỗ này lại đến quấy phá anh thôi. Là lúc đấy anh lại chịu, lại chấp nhận luôn, tại vì đấy là mẹ của em. Anh không thể đánh đập lại được. Xong người ta lại thấy lại bảo là anh yêu em rồi còn đánh đập bà đấy nữa. Em mới thương người anh. Người ta lại bảo là anh không nên. Em xong bà ấy lại đi kể với người ta là thằng này nó như thế. Vâng. Lấy em rồi xong rồi đánh đập mẹ em. Em mới thương anh thật đấy, yêu em còn lúc nào cũng bị đánh đập. Không sao em. Lúc nào mẹ em cứ toàn kiểu thế. Còn đánh đập anh em chả thích tiếng nào luôn ấy. Nói bà đấy cũng đánh cả em. Sau này mình mà có bà đấy ốm đau đến xin ấy, em không cho ở cùng hay là như nào em cũng không trông luôn. Em chỉ kêu mới bố của em thôi. Nhưng mà bố em mấy năm nay trả về. Không biết bố là bố lâu rồi nhỉ? Bố em đi 4-5 năm mà anh ạ. Không biết là có phải lấy vợ mới hay không như thế nào, anh chả biết. Anh cũng một lần được gặp bố em đâu. Sao là bố em tốt lắm nhỉ? Vâng, bố em tốt, hiền lắm anh ạ. Không như mẹ em đâu, mẹ em ác lắm. Chắc là bố có nói nhiều không? Hay nói nhiều không? Bố em nói ít. Bố em nói ít thì kiểu anh ấy hay nhấn nhục ấy. Nhấn nhục mẹ em mấy năm nay rồi. Hở ra là đánh bố, bắt bố phải làm hết việc này đến việc nọ. Chưa bao giờ bố em được thoải mái cả. Thế thằng nào bác trai đi làm xa à. Em còn không biết bố ở chỗ nào ấy. Nọ em đánh em nhiều quá, em cũng muốn đi với bố em lắm. Nhưng mà em không biết chỗ bố ở đâu. Em cũng nhớ bố lắm, biết bao giờ bố em về nữa. Nhà anh có mỗi anh thôi à? Anh còn có cả anh trai anh nữa. Vâng. Nhưng mà anh ấy cũng đi làm lâu lắm rồi. Anh trai anh chưa lấy vợ à? Anh ấy có vợ rồi. Vâng. Nhưng mà đi làm không biết bây giờ lâu lắm không gặp. Chắc chị dâu của anh cũng tốt thôi nhỉ? Cậu ấy tính nó cộc hơn anh nhiều. Vâng. Đợt trước hình như bảo là đánh đập vợ, uống rượu và đánh đập vợ. Mà chị đấy cũng chịu đựng được như anh ấy nhỉ? Chị dâu của anh thì hiền thôi. Vâng. Cháu của anh có được mấy tuổi thôi mà? 3-4 tuổi. Vâng. Thế chắc nó nhớ chú lắm ấy. Anh thích trẻ con lắm nhỉ? Anh cũng thích trẻ con lắm.
cho quần áo đấy, cứ để đấy cho anh cho tí anh sang làm cái chỗ treo. Tô gạo rồi à? Vâng. Sau là cứ để cái này thôi. Để đây. Vâng. Sau này em cứ lấy cái chợ đi. Em để đây lát anh làm xào phôi nhé. Ừ, thì lát anh làm xong rồi anh làm nhé. Đi thì nhớ cẩn thận nhìn mẹ nhá. Vâng, em biết rồi anh ạ. Không để ở gần. Là... Xong em ra đây chặt lấy một cái lá chuối. Anh làm cẩn thận nhá. Ừ. Đi chợ đây. Đi cẩn thận nhé. Không vâng. Nhớ về sớm nhé. Vâng. Không thì anh lo cho em lắm. Vâng. Nhé. Đi về sớm nhé. Vâng, em ra đây em lấy một cái lá chuối em đi. Anh vâng nhá. Cẩn thận nhá. Ừ. Mày đi đâu? Xe ôm à? Hả? Mình sợ em mai lại gặp mẹ quá. Gặp mẹ ở ngoài đường kia thì lại bắt mai về. Em đấy đi gặp mẹ thì coi như là hỏng luôn. Mọi người cứ bồn chồn kiểu gì nao nao trong người nhé. Tai thì nóng lắm. Đi chợ đã gặp một lần bị vào đấy bắt gặp được rồi. Lần này đi mà gặp nó thì hỏng rồi. Lọ mình nhắc được, bây giờ nếu mà gặp chắc cũng không gặp được. Em đấy chắc cũng tự biết trốn tránh mẹ rồi. Bây giờ mình ở mình cũng không được. Nếu mà bà bắt được thì... Thank you.
hoàn thiện cho xong cái giường để tí em ấy về mệt còn luôn để ngồi, nhưng mà trong lòng mình nôn nao cái gì đi được có lúc không. Giờ mình làm được giường này tí về chắc mừng lắm. Chỉ mong em đấy không gặp mẹ ở ngoài chợ kia, ở gần làng quá.
sau hôm mai. Mẹ mà bắt em đấy đi về thì mình ở đây không được đâu. Rồi mình đã cùng nhau trốn đi ra như này rồi, về nhà bây giờ mẹ cũng không chấp nhận mình đấy. Phải cố gắng. Kiên cố. Cô ơi, nhà cô có đi luôn không? Sao mai đi lâu nhỉ?